với tư cách là một giáo hội của một quốc gia là tương đối lớn như Việt Nam, đến gần 100 triệu dân, thì cái số lượng Phật tử thì cũng phải nói rất lớn. À, thế nhưng mà giáo hội thì lại là cảm thấy rằng là lo sợ khi chỉ có một nhà tu hành xuất hiện, à, đó là thầy Minh Tuệ, à, một nhà tu hành nhỏ bé, hiền lành và lặng lẽ. À, ngài Minh Tuệ không nói một câu gì đó, không có một cái tuyên ngôn nào cả. À, thế nhưng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam lại báo động một cách khủng khiếp. À, mời bà con nghe cái đoạn clip này nha. À, đây, bà con xem cái đoạn clip này. Rồi để tôi mở lớn lên cho bà con xem, rồi xong rồi tôi phân tích sau ha. Vừa rồi ngoại đạo tấn công vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, tấn công vào các vị lãnh đạo, thứ nhất là thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch tổng thư ký, người đại biểu quốc hội, người cũng đang lãnh đạo chúng ta, cũng đang lãnh đạo giáo hội và hướng dẫn cho tất cả Phật tử chúng ta tu tập, đem cái giáo lý đạo Phật, đem cái đường lối giáo hội để chúng ta hiện dương phát triển Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển đi lên. Mà tôi ngoài đạo cũng tấn công, không những tấn công thượng tọa Thích Đức Thiện, tấn công thêm hòa thượng Thích Huệ Thông, tấn công thêm hòa thượng Thích Bửu Chánh, tấn công thượng tọa Trúc Thầy Minh, vân vân và một số vân vân, dân hồi họ thể tấn công hết. Để tụi ngoại đạo vậy đừng có dùng chùa nữa, phá chùa đi, đá đạo mấy ông sư. Đấy, họ tìm đủ mọi cách để họ xuyên tạc, để họ phá hoại chúng ta. À, thế à? Vì vậy nên chi Phật tử chúng ta phải có nhận thức, mình gắn với chùa, gắn với thầy, mình học giáo lý Đức Phật, mình Đức Phật dạy chỉ lấy giáo lý làm thầy thôi. Đức Phật mất rồi, sau khi nhập diệt rồi thì Đức các đệ tử của Đức Phật khóc lóc la khóc. Đức Phật nói sau khi Đức Phật tỉnh dậy, nói rằng các đệ tử lấy giáo lý của Đức Phật làm thầy. Rồi bây giờ xin trả lời với thầy là thế này ha, là lấy giáo lý của Đức Phật làm thầy đúng không? À, thế thì thầy Thích Minh Tuệ cũng lấy giáo lý của Đức Phật làm thầy. À, thế tại sao các vị chức sắc ở giáo hội lại là lồng lộn lên như thế? À, thầy Minh Tuệ thầy đâu có làm gì khác. À, cái giáo lý của Đức Phật là tu theo 13 hạnh Đầu Đà đâu, không hề. À, không hề làm cái gì khác cái đó. Thầy chỉ tuân theo duy nhất 13 hạnh Đầu Đà và tu theo cái pháp tu là như vậy thôi. Thì cái đó là của ai? Là của Đức Phật. Thế tại sao mà rồi lại có cái văn bản này? À, đây, có cái văn bản này. Và văn bản này ai ký? Văn bản này ai ký? À, Thượng tọa Thích Đức Thiện ký đúng không? À, cho nên vừa rồi ngài bảo rằng là coi như là tấn công vào thượng tọa Thích Đức Thiện đó, thì nó có cái lý do, nó là như thế đó. Chứ không phải là vô cớ. Mà ở đây không phải là tụi ngoại đạo. Dạ, thưa thầy, không phải tụi ngoại đạo. Ví dụ như con đây này, con là gia đình là gọi là Phật giáo toàn tông đó. À, Phật giáo là coi như là đặc sệt đó, nhiều đời. Yeah, nhiều đời Phật giáo chứ không có ngoại đạo. Đấy, nói như thế để
các thầy phải tự xem lại mình, chứ không có ai ngoại đạo ở đây gì trơn á, thấy không? Cho nên thầy đừng có nói là tụi ngoại đạo tấn công mà oan cho người ta, không hề có ngoại đạo trơn á, và cũng chẳng có tấn công gì trơn á. Ở đây rằng là người ta mong muốn giáo hội cải tiến, à, cải tổ chứ không phải cải tiến, mong muốn giáo hội cải tổ. Thì nhẽ ra khi mà có hiện tượng mà người dân ủng hộ thầy Minh Tuệ và bắt đầu quay lưng với lại là giáo hội, à, thì các thầy phải ngồi lại bàn bạc, chứ các thầy không nên nói theo cái giọng điệu là như thế này, nó không ổn chút nào ấy. À, như vậy các thầy vẫn là còn chưa thoát được cái sân si, à, nói thật là như vậy, à, vẫn chưa thoát được, vẫn còn cái sân si dữ dội. À, có khi Phật tử lại là ít sân si hơn các thầy nữa. Các thầy bây giờ sân si quá. À, đây, các thầy nói là như thế này nha. Vừa rồi, ngoại đạo tấn công vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, tấn công vào các vị lãnh đạo. Thứ nhất là Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, người đại biểu Quốc hội, người cũng đang lãnh đạo chúng ta, cũng đang lãnh đạo giáo hội và hướng dẫn cho tất cả Phật tử chúng ta tu tập. Đẹp. Hướng dẫn tu tập mà hướng dẫn tu tập kiểu gì mà là đi bôi bác một người tu theo là cái giáo lý của Đức Phật. À, đây, cái văn bản này tôi cũng không cần phải nhắc lại nữa. Văn bản này thì người ta quá quen thuộc rồi. Văn bản mà coi như là bảo rằng sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo đó. À, rồi trong đó rồi nói đủ thứ chuyện là ở trên đó đó. À, thế thì thưa thầy, là ở đây thầy Thích Đức Thiện thì là như thế thì là sao? À, hướng dẫn Phật tử tu tập hay là suối Phật tử làm những điều mà sai quấy với lời dạy của Đức Phật? À, vừa rồi ngoại đạo tấn công vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, tấn công vào các vị lãnh đạo. Thứ nhất là Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, người đại biểu Quốc hội, người cũng đang lãnh đạo chúng ta, cũng đang lãnh đạo giáo hội và hướng dẫn cho tất cả Phật tử chúng ta tu tập, đem cái giáo lý đạo Phật, đem cái đường lối giáo hội để chúng ta diễn dương phát triển Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển đi lên. Có thật là thầy Thích Đức Thiện đem giáo lý của Đức Phật để mà giúp cho Phật giáo Việt Nam phát triển đi lên hay không? Tôi muốn đặt một câu hỏi là như thế. Có thật không? Hay là đi bảo vệ những cái không phải là chánh pháp, à, bảo vệ những cái mà những người Phật tử chân chính của chúng tôi nhìn vào mà thấy không ổn, à, thì thầy các thầy phải nên xác định lại cái chỗ này. Đã. Chứ còn thầy các thầy đừng có đứng ra lên rồi mà kêu gọi báo động, à, báo động là bọn ngoại đạo nó đang tấn công Phật giáo Việt Nam. Không phải chỗ đó, à, mà những người Phật tử chứ không có ai ngoại đạo trên mong muốn giáo hội cải tổ, à, đó, nó là như thế đó.